Chào các bạn, hôm nay cây hàng độc.vn xin giới thiệu với các bạn một cục khủng long của lu cây gù hương vàng. Các bạn đang xem đây là một lu gốc gù hương vàng gọi là to nhất của Việt Nam, khủng nhất Việt Nam. Chúng tôi đã di thực từ một cái làng bản ở Mường Lát, Thanh Hóa về. Đây vân của nó đây, tôi vừa dùng cái bào lau. Đấy, vân nó là hoàn toàn vân chân chó. Nó gọi là lu chân chó. Nó rất là thơm. Thơm lắm các bạn ạ. Con loại gù hương vàng này cực điểm thơm luôn, thơm hơn gù hương đỏ và nó khoe được lu. Đây nè, toàn bộ cái lu này là chúng tôi về trại và chúng tôi đã lấy máy bào, chúng tôi bào lau đi. Nó nổi lên các cái vân. Loại này thì thơm lắm các bạn ạ. Người ta hay dùng để là chiết xuất ra cái tinh dầu gù hương đấy, tinh dầu gù hương tránh độc, tránh gió đấy. Đấy, lu vân cám của nó, lu vân cám lẫn chân chó, đây là gọi là lu chân chó. Xung quanh cái cục này thì xuất phát từ một cái làng bản của Mường Lát, Thanh Hóa. Mường Lát, Thanh Hóa thì chúng tôi đã đưa được cái cục này về. Cục lu này là xuất phát từ cái làn bản của một bản là Mường Lát, Thanh Hóa của người Thái. Khi cái cục lu này thì nó có một cái kỳ quái là như này. Cái cục lu này nó tràn ra từ rừng ở đâu về, nó vào cái bờ sông. Vào bờ sông thì dân bản cứ ra đây là tắm cái giặt ở đây. Tắm giặt ở đây hàng bao nhiêu đời rồi vẫn không phát hiện đây là một cục gỗ, đây là một cục lu. Và khi thì cứ mùa hè nước nó rút thì cái cục này nó nổi lên khỏi cái bờ mà người ta giặt giũ quần áo ấy. Thì ánh nắng mặt trời nó soi vào thì người ta tự dưng người ta thấy ngửi cái mùi thơm. Nhưng mà khi nước nó lên thì nó chìm trong nước lại không ngửi mùi thơm. Và sau đó là vô tình là có một cái hang cá, nó bên dưới là hang cá gọi là cá nheo. Nó rúc bên dưới và có một cái cậu dân bản cậu rúc vào trong. Cậu rúc vào trong hang cá nheo, sau đó là cậu cầm con dao, cậu băm vào thì hóa ra là mới đầu người ta tưởng đây là một tảng đá. Khi cậu băm vào cậu phát hiện đây là một cục gỗ. Thì đây là một cục gỗ gù hương. Thì chúng tôi tiếp tục xin giới thiệu cho các bạn để các bạn ủng hộ kênh YouTube của cây hàng độc.vn. Cái gốc gù hương này thì chiều dài của nó là được độ khoảng 3m, 3m2 gì đấy. Đấy, cậu đứng cậu giang tay ra. Đấy, nằm cũng được. Đấy, nằm ra cũng được. Thì được độ khoảng 3m2. Chiều dài đây là chiều dài 3m2. Ok, rồi cảm ơn. Đấy, chiều dài 3m2, còn chiều ngang. Chiều dài 3m2 thì tổng thể nó cao được khoảng 1m1. Tổng thể nó cao 1m1. Bốn xung quanh 90% là lu. 90% là lu. Mình nhìn các cái lu mình biết ngay. Đấy, chiều ngang này là 2m2. Chiều ngang nó là 2m2 và chiều cao nó là 1m1. Lu kín bốn mặt. Lu kín bốn mặt như là một viên sỏi. Như là một viên sỏi cuội. Cái tấm phản này thì theo nhu cầu và theo cái kinh nghiệm của chúng tôi ấy, là chúng ta sẽ cắt thành hai tấm sập. Tổng cao nó là 1m1 thì cắt thành hai tấm sập. Một tấm là 68 là tấm quy định của tấm sập chính. Sau đó là lật cái mặt lên lấy được một tấm con. Tấm con thì có thể là mình nằm chân. Còn tấm đỉnh điểm của nó là 68 cm. Đây nhé các bạn nhé, toàn lu. Lu kín mít mà. Đấy, lu kín mít, lu chân chó, lu kín mít. Thơm lắm các bạn ạ. Chúng tôi vừa dùng cái bào này. Đây, chúng tôi vừa dùng cái bào, chúng tôi phay bào nó ra. Và đây này, cái mùi thì thơm lắm. Cái phoi của nó thơm. Thơm ngát mũi thôi. Vì gù hương là người ta chế xuất ra cái tinh dầu. Cái tinh dầu làm gù hương đấy, để phòng chống gió, kỵ độc ấy. Đây, cái lu chân chó. Để cho các bạn biết. Đấy, bốn xung quanh nó là kín mít như thế này. Các bạn hãy liên hệ website cây hàng độc.vn, KM19, điện thoại sạc Zalo 0977830088, 0919706888. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của kênh YouTube của chúng ta.